Sau 10 năm hoàn thiện, chợ Phúc Lý thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài. Tường rào, cột đèn điện đã có phần hoen rỉ. Lớp sơn bong chóc, ố vàng. Sau nhiều năm bỏ hoang, chợ Phúc Lý trở nên xuống cấp trầm trọng. Dù có mặt tiền đắc địa nằm trên trục Tây Thăng Long, nhưng ba phía chợ Phúc Lý đều là cánh đồng, dân cư thưa thớt. Đây cũng là lý do chính khiến khu chợ này không thu hút các tiểu thương đến kinh doanh và cũng không có khách đến mua hàng. Trong khi nhiều chợ cóc mọc lên ở nhiều tuyến đường gần đó, thì những khu chợ được đầu tư nhiều tỷ như chợ Phúc Lý lại bị bỏ hoang, vừa gây lãng phí ngân sách nhà nước, vừa làm xấu đi hình ảnh văn minh của Hà Nội.